Và cây cà chua thân gỗ ở bên vườn hải đăng đã có hàng rồi các bạn nhé. Cái đợt trước các bạn nào mà comment hỏi cây cà chua mà hết hàng thì bây giờ các bạn inbox lại nhé. Cà chua thân gỗ thì trồng cũng khá dễ, trồng như cây cà chua của mình thôi. Cái khác là cây cà chua này chúng ta không phải làm giàn đâu. Cây trồng thì cho thu hoạch từ sau từ 9 đến 12 tháng. Cái quả của cây cà chua thân gỗ thì nhỏ hơn so với cà chua mình ấy. Mỗi 1 kg cà chua thân gỗ thì sẽ có từ tầm độ 20 đến 24 quả cơ. Thì ăn thì có vị chua, vị chua chua ngọt ngọt. Đây là cây giống các bạn nhé. Cây giống này thì đã ươm được khoảng hơn 2 tháng rồi. Cây có chiều cao tầm độ 25 đến 30 phân. Cầm trong trong bầu sơ dừa. Các bạn lưu ý khi trồng cây này thì các bạn khi nó đạt cái độ cao tầm độ 7 80 phân thì các bạn nên bấm ngọn để cây ra nhiều nhánh. Các bạn cũng thường xuyên cắt tỉa các lá già để cho cây thông thoáng, không bị sâu bệnh tấn công.